Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Hoa Kỳ dưới thời Biden, người nghiện ở thành phố New York được thấy có kim tiêm treo trên cánh tay. Quá thấp hèn, Joe Biden tranh cử dựa trên việc Trump bị buộc tội. Tàu vũ trụ Luna 25 của Nga gặp sự cố kỹ thuật khi thực hiện trước khi hạ cánh. Và sau đây là nội dung chi tiết. Một người đàn ông ở thành phố New York đã được thấy đứng trên phố vào một sáng thứ Tư, cây kim tiêm lủng lẳng trên cánh tay, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ma túy đang hoành hành trong cộng đồng. Bản tin của tờ New York Post đã đưa tin về tình trạng này vào một ngày thứ Bảy, khi người đàn ông đứng im trên phố 37 Tây, và trong khi đó, mọi người dường như đi qua ông ta mà không để ý. Một số người đã lên tiếng trong phản ứng của họ đối với tình hình này. Một người bình luận về bài viết của Post bằng cách nói America dưới thời Biden. Ngoài ra, nhiều người nghiện ma túy khác cũng được thấy xuất hiện tại một trung tâm y tế gần đó do một tổ chức phi lợi nhuận quản lý. The New York Post cũng đề cập đến việc tổ chức này cung cấp ống tiêm sạch cho người nghiện để giảm thiểu các tác hại. Tuy nhiên, các cửa hàng và doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến cuộc khủng hoảng ma túy. Pamela Flamini, một nhân viên thu ngân 45 tuổi tại nhà hàng Ý Non Solo Piada nằm đối diện trung tâm y tế, đã phải đối mặt với việc bị trộm nhiều lần trong tuần. Cô cho rằng sự gia tăng của tổ chức phi lợi nhuận và sự mở cửa ngày càng nhiều của thành phố đối với các chính sách và dịch vụ giảm thiểu tác hại là nguyên nhân gây ra tình hình này. Cô nói, tất cả những người nghiện ma túy đều đến đây xếp hàng dài vào buổi sáng và thậm chí còn tiết lộ rằng những kẻ buôn bán ma túy thường xuất hiện trong khu vực, tạo ra mối đe dọa cho cô và người khác. Theo báo cáo, kể từ năm 2018, nhóm phi lợi nhuận công trình nhà ở đã thu được khoảng 80 triệu đô la từ tiền thuế của cư dân. Tờ New York Post cũng đề cập đến việc Sở Cảnh sát thành phố New York trước đây đã cho phép người nghiện sở hữu và bán kim tiêm sau khi Albany hợp pháp hóa việc này. Thị trưởng lúc đó, Bill de Blasio, đã thông báo rằng vào tháng 11 năm 2021, thành phố New York đã xử phạt phòng bắn súng đầu tiên dành riêng cho những người nghiện ma túy trên toàn quốc. Tuy nhiên, kế hoạch của ông de Blasio để mở 4 trung tâm này đã gặp phản đối từ cựu Tổng thống Donald Trump và cựu thống đốc New York Andrew Cuomo. Vào tháng 5, một khách sạn dành cho 5 người di cư ở Manhattan do thị trưởng Eric Adams quản lý trở thành một tình huống trầm trọng hơn khi những người vượt biên và người nước ngoài bất hợp pháp ở đó được miễn phí và sau đó bị buộc tội sử dụng ma túy và uống rượu. Ngoài ra, thành phố Philadelphia cũng do đảng Dân Chủ điều hành đang phải đối mặt với vấn đề nghiện ngập khi người sử dụng ma túy loại mới tên là Tranquil đang gây ra sự bất ổn tại khu vực Kensington. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục thể hiện quan điểm của mình thông qua 2 bài đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ Bảy xoay quanh 4 bản cáo trạng hình sự chống lại ông. Ông cho rằng những cáo trạng này không chỉ là những vụ kiện thông thường mà còn mang tính can thiệp vào cuộc bầu cử và đưa quốc gia vào lãnh thổ nguy hiểm. Trong bài viết trên nền tảng Truth Social, ông bày tỏ sự khó hiểu về việc Joe Biden và đảng Dân Chủ lại quyết định đưa ra các cáo trạng này. Ông thảo luận về việc tốn thời gian và nguồn lực cho những phiên tòa này, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử. Tại sao Joe Biden quanh co lại có thể buộc tôi phải tốn thời gian và chi phí cho các phiên tòa, đặc biệt là trước cuộc bầu cử, về những tuyên bố không có thật được thúc đẩy bởi người ủng hộ chính trị chính của ông ấy, bộ bất công. Thật là một tiền lệ khủng khiếp mà điều này đặt ra cho các chiến dịch tranh cử tổng thống trong tương lai. Tất cả là về can thiệp bầu cử và phải được dừng lại. Chúng ta có thể thấy sự bức xúc của cựu tổng thống Trump. Ông cảm thấy phiền phức khi những tuyên bố không chính xác được đẩy mạnh bởi những người ủng hộ chính trị, và ông cho rằng điều này tạo ra tiền lệ tiêu cực cho các chiến dịch tranh cử tổng thống trong tương lai. Ông nhấn mạnh rằng việc can thiệp vào quá trình bầu cử cần phải dừng lại để đảm bảo tính công bằng. Những cáo trạng hình sự đối diện ông bao gồm một vụ tại Georgia, trong đó ông và 18 đồng phạm của mình bị buộc tội theo luật RICO của bang. Đây là lần thứ 4 ông phải đối mặt với các vụ án hình sự, bao gồm các vụ tại thành phố New York, Florida và Washington DC. Những cáo buộc trong các vụ án này rất đa dạng, từ việc sai lệch tài liệu kinh doanh cho đến xử lý sai thông tin mật và liên quan đến các sự kiện nổi bật, chẳng hạn như vụ bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đây là bản cáo trạng hình sự thứ 4 mà cựu tổng thống phải đối mặt. bao gồm một vụ án cấp tiểu bang ở thành phố New York do biện lý quận Manhattan Alvin Brod khởi xướng vì cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản thanh toán năm 2016 cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels để giữ cô ấy im lặng về một vụ ngoại tình bị cáo buộc. Cặp đôi đã có nhiều năm trước đó và hai vụ án liên bang do luật sư đặc biệt Jack Smith đưa ra. Trường hợp của Smith ở Florida liên quan đến việc Trump xử lý sai các tài liệu mật tại khu bất động sản Mar-a-Lago ở Florida sau khi rời tòa Bạch Ốc năm 2021. Vụ việc ở Washington DC bắt nguồn từ các hành động của cựu tổng thống liên quan đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 và dẫn đến việc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ khi một số người biểu tình xung đột dữ dội với cơ quan thực thi pháp luật khi phiên họp chung của Quốc hội đưa ra cuộc kiểm phiếu chính thức về số phiếu đại cử tri đoàn năm 2020. Hãy nghĩ mà xem, Joe Biden lừa đảo và những tên côn đồ của ông ta truy tố tôi và toàn bộ chiến dịch của họ là Trump bị truy tố. Điều đó nghe có công bằng với bất kỳ ai không? Cựu Tổng thống Trump nói tiếp, tôi có được phép làm một điều khủng khiếp và vi hiến như vậy nếu và khi nào tôi đắc cử Tổng thống không? Chúng ta đang bước vào lãnh thổ thực sự nguy hiểm. Smith, Brad và Willis cho biết họ có kế hoạch tổ chức các phiên tòa xét xử các vụ án tương ứng của họ trong năm 2024 là năm bầu cử và Trump hiện là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa cho đề cử. CNBC đưa tin rằng Willis muốn bắt đầu vụ Georgia vào ngày 4 tháng 3, một ngày trước siêu thứ ba khi các cử tri sơ bộ đi bỏ phiếu ở 14 bang. Ông Trump đã bày tỏ sự phẫn nộ về việc ông bị truy tố, cho rằng cuộc tranh cử và hiến pháp đã cho phép ông làm những việc như vậy. Ông cảm thấy điều này không hợp lý và lo ngại về tình trạng an ninh của đất nước khi ông đang đối diện với những cáo trạng này. Các quyết định về việc xử lý các vụ án này dự kiến sẽ được diễn ra vào năm 2024 cùng với cuộc bầu cử tổng thống, nơi ông Trump đã và đang trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu. Vào thứ Bảy vừa qua, Nga đã thông báo về một sự việc không thường xuyên xảy ra trên tàu vũ trụ Luna 25, một nhiệm vụ hướng tới mặt trăng và đã được phóng lên vào đầu tháng này. Cơ quan vũ trụ của Nga Roscosmos đã thông báo rằng tàu vũ trụ đã gặp một sự cố không rõ ràng trong quá trình cố gắng đi vào quỹ đạo và chuẩn bị hạ cánh. Đội ngũ chuyên gia của họ hiện đang tiến hành phân tích để xác định tình hình cụ thể. Trong một thông báo trên Telegram, Roscosmos cho biết, trong quá trình vận hành, chúng tôi đã ghi nhận một tình huống không thường xảy ra trên trạm tự động, không cho phép thực hiện các thao tác theo các thông số đã được chỉ định. Tuy nhiên, Roscosmos chưa nêu rõ liệu sự cố này có ảnh hưởng đến quá trình hạ cánh của Luna 25 hay không. Dự kiến tàu vũ trụ Luna 25 sẽ thực hiện việc hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng vào thứ Hai, đang đua với tàu vũ trụ của Ấn Độ. Khu vực cực nam của mặt trăng đặc biệt quan trọng vì các nhà khoa học tin rằng nó có thể ẩn chứa nước, có thể được tách ra từ đá đáng kể trong tương lai và biến đổi thành nhiên liệu và không khí tương lai cho các sứ mệnh vũ trụ. Vào cùng ngày, tàu vũ trụ của Nga đã bắt đầu truyền thông tin đầu tiên từ mặt trăng. Mặc dù Roscosmos chỉ đang tiến hành phân tích dữ liệu, tuy nhiên, cơ quan này đã cho biết rằng thông tin sơ bộ đã thu thập chứa thông tin về thành phần hóa học của bề mặt mặt trăng và đã ghi nhận ảnh hưởng của thiên thạch vi mô trên đó. Roscosmos cũng đã công bố hình ảnh của miệng núi lửa Ziman, miệng núi lửa lớn thứ ba trên bán cầu nam của mặt trăng, được chụp từ tàu vũ trụ. Miệng núi lửa này có đường kính khoảng 190 km, độ sâu 8 km. Sự kiện phóng tàu vũ trụ Luna 25 từ sân bay vũ trụ Vostochny ở viễn đông của Nga vào ngày 10 tháng 8 đánh dấu sự trở lại của Nga trong cuộc đua vũ trụ sau khi gần 50 năm kể từ năm 1976, nước này chưa thực hiện bất kỳ sứ mệnh nào tới mặt trăng. Kế hoạch là Luna 25 sẽ đặt chân lên mặt trăng từ ngày 21 đến 23 tháng 8, cùng thời điểm với tàu vũ trụ của Ấn Độ. Chỉ có 3 quốc gia đã thành công trong việc đáp xuống mặt trăng: Liên Xô, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ấn Độ và Nga đang đặt mục tiêu trở thành những quốc gia tiếp theo hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng. Roscosmos đã thể hiện ý định của họ là chứng minh khả năng vận chuyển hàng hóa lên mặt trăng của Nga và đảm bảo quyền tiếp cận của nước này đối với bề mặt mặt trăng trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt đối với Nga do xâm lược Ukraine đã làm cho nước này khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ phương Tây, ảnh hưởng đến chương trình không gian của họ. Luna 25 ban đầu được thiết kế để mang theo một thiết bị thám hiểm mặt trăng nhỏ, đã phải thay đổi kế hoạch để giảm trọng lượng của tàu và tăng độ tin cậy. Theo Igorov, các thiết bị điện tử nước ngoài nhẹ hơn, trong khi thiết bị điện tử nội địa nặng hơn. Mặc dù các nhà khoa học có thể tiến hành nghiên cứu về nước trên mặt trăng, nhưng với Roscosmos, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là hạ cánh trên mặt trăng để tái khẳng định chuyên môn của họ và thực hiện nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Sân bay vũ trụ là một phần quan trọng của dự án vũ trụ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh mục tiêu của Nga trở thành một siêu cường vũ trụ và di chuyển các cuộc phóng của họ từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Các nỗ lực trước đây của Ấn Độ để hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng vào năm 2019 đã thất bại khi tàu đổ bộ va chạm vào bề mặt của mặt trăng.